Bây giờ quý vị muốn xem lại tập vừa rồi của ba Hiếu không? Vậy hãy cùng ba Hiếu xem lại nha. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh. Tôi đã có bầu. Cái bầu đã được 8 tuần. Tôi mới vừa đi khám về. Bỏ cái tật nghi ngờ nghe chưa? Sao? Chào anh Hoàng Bách. Anh có thể chia sẻ gì về cô gái xuất hiện cùng anh trên báo gần đây không ạ? À? Là cô gái mà tôi yêu. Con im đi. Từ bây giờ con không muốn sống trong cái nhà tù này nữa. Im đi nha. Sao có thể làm chuyện này trong nhà được vậy trời? Bà đó đã từng có tiền án tiền sự. Nói đúng hơn là bà ta đã từng đi tù. Nói với con chuyện này để cô cháu mình hợp tác, ngăn chặn cái mối tình sai trái này. Con quậy lại cho ba coi á. Anh Thư, tiến lên. Lẹ đi mẹ, con thèm chua muốn chết. Mày gọt lâu rồi nè. Ê, bà Thảo, bà về rồi đó hả? Ê, tôi nghe nói là cậu hai tới công ty á, rồi quậy tưng bừng ở đó phải không? Bà có bị người ta đuổi việc không? Bà tôi đâu rồi? Cậu trong phòng á, như đang ngủ. Ủa? Về sớm vậy con? Chắc là ba vui lắm đúng không? Gì? Nhờ ba mà bây giờ cái chức phó chủ tịch của anh Khang cũng rớt luôn. Vậy đó hả? Rồi cũng nhờ ba mà bây giờ tất cả mọi người ở trong công ty đều nhìn ảnh với một con mắt rất là coi thường. Vậy đó, vậy mà anh vẫn không có nói ra ba là ba của con. Sao? Tưởng chuyện gì? Ba tưởng đâu là cái chuyện gì nó bị kỷ luật gì nặng hơn kìa ba mới mừng. Chứ còn ba cái vụ mà mơ mộng cái vị trí đó đó, nó không vừa ý thì từ từ phấn đấu rồi lên, phải không? Ba quậy con như vậy đúng không? Con quậy lại cho ba coi á. Gì? Con quậy ba hả? Con quậy ba cái gì? Đâu, quậy ba coi coi. Ba hãy chờ đó. Luôn ba cái chi? Ok, ba chờ đó ha. Ba chờ coi con quậy sao. Quậy đi. Bà tính quậy cậu hai gì vậy? Anh Thư đâu rồi? Anh Thư! Anh Thư! Dạ? Em xuống tới nè. Em làm cái gì mà lâu quá vậy? Chị đã dặn là phải chuẩn bị rồi mà. Dạ em cũng quên. Đi thôi. Ê, khoan, nói nghe nè. Hai người đi đâu vậy? Cho tôi đi với nha. Nè, không phải chuyện của mình, đừng có xía vô. Lại đây ngồi giùm tôi một cái. Con biết rồi. Nhưng mà đi đâu phải cho tôi biết. Tôi đi đi. Cái chuyện này đi đâu không có được. Được mà. Nhưng mà nếu như cần đi để lấy quần số thì cái người nên đi á là túi. Em chào mấy chị. Em có muốn đi không Linh Giang? Dạ, đi đâu ạ? Em đại diện cho Nghĩa đi với chị. Ủa, nhưng mà tụi nó đâu có cưới gãi gì đâu mà đại diện. Ờ à. Không có nói nhiều nữa, đi thôi. Ê, cho tôi đi với. Tôi đại diện cho ông Lợi, cho tôi đi với nè. Trời ơi, quá thiệt luôn, mấy người đó sao bỏ con ngoài cuộc vậy mẹ. Từ từ đó, thiệt tình luôn á. Cậu Qua. Dạ. Tụi nó đi đâu vậy Qua? Con cũng không biết nữa. Mấy người đó tự nhiên cái kéo bè kéo lũ đi hết. Nó là đi giải quyết cái gì á? Chuyện gì ta? Tiến lên. Nè nào, chờ em với. Em coi anh thích mẫu nào. Được. Ủa, ba đứa đến mua đồ hả? Tụi con muốn nói chuyện với cô một chút. Vậy thì đợi cô một chút xíu nha. Cô đang bận tiếp khách. Hôm nay khách đông quá. Nè, kiểu này ở bên kia còn nhiều lắm, em qua đây đi. Trời ơi, còn làm ra vẻ bận rộn với mình nữa chứ. Em nghĩ á, là cổ đang cố tình bắt mình phải chờ đó. Chính xác. Cổ cố tình kéo dài thời gian để mà có thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà cô quên là cô đang gặp ai. Ai? Gặp chị. Chị Lái. Chị là thư ký. Mà đâu phải thư ký bình thường đâu. Chị là thư ký rất là giỏi trong suốt mười mấy năm trời. Để leo lên được cái vị trí như chị thì cần phải có cái gì? Phải là một cái người phải có cái tính chờ đợi, học hỏi, giỏi giang, thông minh, khôn khéo. Và đặc biệt là phải biết kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn. Nhưng mà mình đang kiên nhẫn làm gì vậy chị? Vô vị trí.
làm gì vậy? Trời, chị nhìn cái áo này đi, màu sắc kiểu dáng đường mai, sao nó đẹp hợp với em quá chị. Hay là chị đem vô thử đi, đâu có sao đâu. Ừ. Hai đứa bị khùng hả? Đừng có quên mục đích của mình tới đây là cái gì. Nhưng mà không phải em quên mục đích, không biết mục đích tới đây là cái gì nữa. Shh. Vô vị trí. Xin lỗi nha, bận tiếp khách cho nên để ba đứa đợi hơi lâu, làm cô ngại quá. Cũng không có lâu gì mấy đâu cô, chỉ có hơn 30 phút chứ mấy. Mà tụi con qua đây không có hẹn trước với cô, phải chờ 30 phút như vậy thì cũng không có đáng gì. Hình như là mấy đứa chưa ăn cơm phải không? Hôm nay cô có hẹn ba các con đi ăn cơm tối, mấy đứa đi chung không? Mình vừa đi ăn cơm mình vừa nói chuyện luôn. Phiền cô cho tụi con vài phút. Ừ, vậy thì cô vào trong lấy túi sách nha. Bây giờ làm sao? Làm sao mà cô biết hết chuyện tối nay vậy? Em nghĩ cô Ngân này không có dễ đối phó đâu. Chắc là cô đã cầu cứu ba, cho nên mới có cái vụ mà kêu tụi mình đi ăn chung với ba như vậy. Vậy bây giờ có nên đi về ăn tối với ba với cổ không? Em nghĩ là mình chơi tối luôn đi chị. Dù sao cũng có ba đó, mình sẽ nói ra bí mật của cổ để cho cổ hết đường chối cãi luôn. Ủa, bí mật gì vậy chị? Vô vị trí. Sao, ba đứa đi không? Dĩ nhiên là sẽ đi chứ cô. Vậy thì đi. Vậy bây giờ mình làm cái gì chị? Đi. Nè, chờ em với. Trường hợp này rất khó phẫu thuật vì tế bào ung thư đã lan ra diện rộng rồi. Con gái con Võ cuối năm nay sẽ cưới, ông ấy cần thêm thời gian. Trước khi đi New York á, con cố gắng làm tốt ca này đi. Dạ ba. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào bác sĩ Nhân mà thôi. Con cố gắng nha. Dạ. Bác sĩ có phải thần thánh đâu. Ca phẫu thuật này chưa chắc đã thành công nữa. Chuyện sống tới cuối năm là bất khả thi đó. Rồi. Hey. Dự khích luôn nè. Dạ. Lại. Dạ cậu gọi con. Mày đâu hả? Dạ con đi vòng vòng vậy à. Nghe nói quà mang bầu thêm đứa nữa phải không? Ủa sao cậu biết vậy? Thì mẹ mày nói có thêm đứa cháu nữa, cô ba cũng mừng quá trời, đi đâu cũng khoe hết. Chắc cả khu phố này người ta biết hết rồi đó. Mày làm gì mặt mày mày ngơ ngơ ngác ngác như lát mắt phong vậy? Không hồn không vía gì hết vậy? Dạ con đâu có bị gì đâu. Cậu con bình thường mà. Dạ thôi cậu ở đây nha, con đi làm bánh mì. Trời đất ơi, thằng này nó bệnh vậy trời. Nó bán hủ tiếu mà nó nói đi làm bánh mì. Phải chi mà vợ chồng thằng Nhân á, nó sanh sớm con đứa con,
giống như vợ chồng thằng Lợi gì, đỡ biết mấy. Sau tiểu phẫu, anh phải nghỉ ngơi và tránh làm việc nặng từ 2-3 ngày đầu. Và biện pháp này chỉ dành riêng cho những người vĩnh viễn không muốn có con nữa thôi. À, nói vậy là thí dụ sau này tôi muốn có con nữa là không thể nào được hả bác sĩ? Đúng rồi. Cái ca phẫu thuật thành công mà. Mà tại sao bây giờ cổ lại có bầu chứ? Cái bầu đó của ai vậy? Rốt cuộc là cổ đang làm cái gì vậy? À, dạ, tính tiền đó chị. Anh bị sao vậy? Làm như là tụi chị đuôi không nhìn thấy là cổ đang tính tiền vậy? Vấn đề là cổ đang muốn cái gì đây nè? Chị đoán là cổ sẽ về nhà nấu ăn, rồi mời ba mình qua ăn. Vậy là bây giờ tụi mình phải qua bên nhà cổ hả? Dạ chắc là vậy á chị. Bớt nói được không? Mấy đứa rảnh phải không? Xách phụ giùm cô được không? Bị cô già rồi, xương khớp cô yếu lắm. Cô sợ xách cái kiểu này gãy xương như chơi đó. Dạ, để con xách giùm cho. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Rồi, nào ta đi. Mấy chị, xách giùm em đi. Tự xách đi. Bánh của con nè. Dạ, con cảm ơn. Hết bao nhiêu tiền cho con gửi? Thôi, bữa nay chú không có lấy tiền. Chị ngày mai cũng vậy nha. Con nói chơi thôi. À, chú Hiếu, cho con hỏi là mọi người có làm theo những điều kiện của chú không ạ? Nếu không á, chú cứ nói với con sẽ tìm cách giúp cho chú. Mấy đứa nó ngoan lắm, bây giờ nó nghe lời chú dữ lắm. Vậy thì tốt quá, thôi con xin phép. Anh Hiếu. Ủa, cô Ngân mới tới hả? Dạ, hôm nay em đi mua đồ để nhà mình có bữa cơm thiệt là ngon. Trời ơi, nhà đồ ăn thiếu gì, cô còn mua thêm chi nữa? Em đi mua sắm với lại mấy đứa con nè, là dâu của anh nữa đó, vui lắm. Chào ba mới về. Ừ. Thôi, đi lên nhà. Dạ, đưa cho cô. Đưa ba sách. Chị, có khi nào là nãy giờ mình bị hả cô đó xỏ mũi không? Chứ tự nhiên sao đi vòng vòng hơi là quay trở về nhà mình vậy? Tức chết luôn á. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Đây đúng là con cáo chín đuôi nè. Cáo chín đuôi tu luyện thành người. Đúng là dân vào tù ra tội có khác. Em đọc bệnh từ khi nào vậy? Anh nghĩ em là một người chín chắn thì sẽ không bao giờ nói được những lời nói đó đâu. Khi ra ngoài, tôi có thể là một thư ký nghiêm túc. Nhưng ở nhà, tôi lại là một đứa con bất lực trước sai lầm của ba mình mà không thể làm được gì. Nếu như ba em có được những người con biết suy nghĩ thấu đáo thì chắc chắn chú Hiếu sẽ hạnh phúc lắm. Tôi làm tất cả những điều này là vì hạnh phúc của ba tôi. Ba tôi đã sai khi gặp người phụ nữ đó và chắc chắn ba tôi sẽ đau khổ. Em đã từng yêu là một người, nhưng không có nghĩa là ba em cũng sẽ như vậy. Em đừng áp đặt kinh nghiệm của cá nhân mình lên cuộc sống của tất cả mọi người. Anh cũng biết là tôi đã từng yêu lầm một người. Anh không có quyền gì xí vào cuộc sống của tôi đâu. Chắc là anh còn yêu chị Thảo nhiều lắm. Linh Giang. Ủa, anh Nhân, sao tự nhiên tới đây vậy? Anh Bách nói á, là trong thời gian sắp tới em sẽ không đến nhà hàng. Anh gọi điện thoại cho em cũng không được nữa, nên anh mới tới đây nè. Nhưng mà anh tới đây để làm gì vậy? Cô Mỹ Hà muốn gặp Linh Giang. Cô nói á, đây là cách duy nhất để giúp anh Bách sao vụ scandal. Nếu vậy thì mình đi anh. Dạ, con chào cô ạ. Cô ngồi đi.
Mày nghĩ cái hành động của mày trên báo đó là đính chính đó hả? Hả? Tao đã cố gắng hết sức, mày không hài lòng mà. Tất nhiên là tao không hài lòng rồi. Tao không biết lúc đó mày nghĩ cái gì mà mày lại nói như vậy. Mày có nghĩ đến cảm nhận của Linh Gia không? Hả? Còn mày, mày nghĩ chưa cổ được tới đâu? Chưa gì đã nổi nóng, chưa gì đã tự ti, chưa gì đã lớn tiếng với tao. Đó là cách mày quan tâm tới cổ, nghĩ cho cổ hả? Cho nên bây giờ tao rất hối hận nè. Bởi vì tao làm như vậy, cổ mới đi kiếm mày, rồi sau đó bị người ta chụp hình đó. Mày bớt tự tin lại đi. Mày nghĩ mày là ai? Hả? Mày chắc chắn 100% Linh Gia thích mày rồi sao? Mày không từng nghĩ cổ đình có tình cảm với tao à? Những lúc Linh Gia gặp khó khăn thì tao mới là người bên cạnh cổ. Mày nghĩ ai là người làm cho cổ buồn? Là mày hay là tao? Bây giờ cô muốn gì đây? Tiền hay một công việc khác lương cao hơn? Hay là cô muốn đi học? Nếu như cô muốn tiếp tục đi học, tôi sẽ tìm một trường ở nước ngoài cho cô du học. À, cô à, à, con thật sự xin lỗi cô, nhưng mà con không hiểu được những gì cô đang nói à. Cô kêu con ra đây rồi nói những lời này, thật sự thì cô muốn gì ở con à? Vì cô mà mối quan hệ của mẹ con tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra, nhưng tôi biết người như cô không dễ dàng buông tay, nên tôi gặp cô để thương lượng. Cô à, tuy tôi không biết là cô đưa thằng Bách vô scandal đó để làm gì và có ý gì hay không, nhưng tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Ủa, là diễn viên Mỹ Hà mà. Dạ, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy con? Dạ, con đang gần về tới nhà rồi. Con đang ở quán cà phê gần nhà nè. Con mới về hả? Mẹ đang mở cổng cho con nha. À, dạ không không không, ý con không phải là như vậy. Con đang ở quán cà phê gần nhà anh Nhân. Càng ngày con càng xa cách ba mẹ, càng ngày con càng gắn bó gia đình bên chồng nhiều hơn. Mẹ thấy buồn quá. Mẹ à, con đâu có ý như vậy đâu. Bộ mẹ mới uống say nữa hả? Trời ơi, lát nữa ba về á là mẹ bị la nữa chứ coi. Đi đâu phải lần đầu mà ổng nạt vô mặt mẹ đâu. Có lúc nào mà ổng dịu dàng với mẹ đâu. Bây giờ tranh thủ ba chưa về á, mẹ cố gắng nghỉ ngơi đi nha. Vậy thôi nha mẹ. Nè nè nè. Anh Thư, anh Thư. Thiệt, đúng là đẻ con gái nên làm gì không biết nữa. Đẻ ra rốt cũng luôn là con gái của nhà người ta thôi. Mẫn à, Mẫn. Dạ. Nè. Dạ, bà kêu con. Hồi chiều tôi đi siêu thị tôi có mua hộp bánh mà anh Thư nó thích đó. Dạ. Đưa ra cho tôi đem qua tôi cho nó. Bây giờ hả, trễ quá rồi, thôi để mai đi đi bà. Tôi nhớ nó quá, tôi mượn cớ đem bánh qua cho nó thôi mà. Ừ, tôi hiểu rồi. Thôi để tôi đi lấy nha. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ừ, đi từ xa là nghe mùi thơm rồi. Wow, trời ơi sao quá trời đồ ăn vậy. Cô Ngân, thiệt là một mình cô nấu á hả? Trời ơi, nhìn ngon á mà đẹp mắt nữa, cô giỏi thiệt luôn á. Nè, không lượt tức phiên con khen đâu. Mẹ nói con biết, hồi xưa đó cô Ngân còn trẻ đó nha, giỏi giang mà xinh đẹp lắm. Trời ơi, trên tài nấu ăn hả? Mẹ theo không kịp luôn á. Thôi, chị nấu quá à. Tôi chỉ tạm tạm thôi, chỉ sợ là không hợp khẩu vị với mọi người. Trời ơi, tôi nói giỏi thì mình chấp nhận mình giỏi đi, khiêm tốn chi vậy chị? Vậy sao tôi nhận nha. Nè nè, ngồi 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 ăn, ngồi ăn. Ê, đâu có được mẹ. Đồ ăn ngon vậy nè, phải đợi chút xíu con gọi chồng con về để ăn chung nữa chứ. Anh về ăn liền nè, cô Ngân nấu quá trời món ngon luôn đó. Vậy nha, lẹ đó. Ừ, Thư Thảo xuống rồi kìa. Trời ơi, đẹp quá à. Chết đói hả? Lạnh luôn. Ngồi ăn luôn con. Thôi, hai đứa vô ngồi ăn luôn đi. Ừ, đúng rồi đó, ăn đi, đó bụng muốn chết luôn à. Mọi người ngồi đi, tôi đứng này tôi coi thiếu gì tôi dọn lên cho. Cô Ngân ngồi đây nè cô Ngân. Ờ, được rồi.
Nè, nhớ đậu gần gần đây thôi nha, chừng nào tôi điện là tới liền đó. Dạ. Lát nữa em gọi lại, không sao đâu. Hình như là mấy đứa có chuyện gì muốn hỏi cô phải không? Hỏi đi, cô trả lời, chuyện gì? Mấy đứa muốn hỏi gì cô Ngân thì hỏi luôn đi. À nè, ở đây nè, có sáu mặt một lời nè. Hỏi gì hỏi một lần đi, mai mốt tụi con không thắc mắc nữa ha. Trời ơi, không chịu bắt máy là sao vậy? Ôi, nè nè, cậu. Dạ, ủa cô mới tới hả cô? Con anh Thư nó có trên nhà không? Dạ, chắc có mà. Tại vì nãy giờ tôi không thấy đi ra ngoài. Nè, nhà cậu bộ có chuyện hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu. Mỗi ngày như là mỗi ngày vậy thôi hả? Vậy mà con nhỏ này dám nói với mình là nhà chồng nó có chuyện. Ủa, bộ có chuyện gì hả cô? Không có chuyện gì hết. Tôi đem bánh tới cho anh Thư nó ăn thôi. Tại vì tôi gọi điện hoài nó không bắt máy cho nên tôi lo. À, vậy thôi mời cô lên nhà đi. Nó có trên nhà phải không? Dạ chắc có mà. Dạ mời cô lên. Ba, con vừa nghe được một câu chuyện rất là thú vị và kinh khủng. Chuyện gì? Có liên quan tới nhà mình hả? Đúng rồi, chuyện gì vậy? Con cần phải kiểm tra với một người đang ngồi ở đây để coi cái chuyện đó có đúng sự thật hay không. Theo giọng điệu của con Thảo lại muốn hỏi một người nào có mặt ở đây nè. Cái chuyện này có vẻ hấp dẫn á, người đó là ai vậy, hỏi lẹ đi. Theo như con nói thì cái chuyện đó có liên quan tới cô đúng không? Có phải trước đây cô đã từng giết người đúng không? Hả? Giết người? Cô Ngân, chị Ngân. Thảo, cái chuyện đó không được nên nói bậy bạ nha. Tuy là cái chuyện này nó không có bằng chứng cụ thể, nhưng không có nghĩa là cô vô tội. Con nghe nói cái người mà tính chạy đi báo công an là cô đã dùng xe cô tông vô người ta luôn. Đúng như vậy trời hả ơi, cô? Chị Ngân có chuyện này không? Trời ơi, con mà Thảo. Chẳng những vậy mà con còn nghe nói là cô đã từng đi tù vài tháng phải không cô? Ở tù? Trời đất ơi, ở tù. Trời mẹ ơi, con thấy sợ quá hả? Tôi xin lỗi con nha. Con bé nó đang trong thời kỳ nhạy cảm về công việc của công ty, nên tinh thần nó hơi rối. Cô thông cảm. Ba, có thể đây là lần đầu tiên ba nghe chuyện này, nhưng đây là sự thật đó. Cô ta đã từng giết người đó ba. Con đừng có nói chuyện vô căn cứ vậy, biết không? Im đi. Ba, dĩ nhiên cái chuyện này cổ sẽ không bao giờ dám nói với ba. Bởi vì nếu như cổ nói với ba thì cái bây giờ cổ sẽ không được ngồi ở đây đâu. Trời ơi, thấy ghê quá mẹ ơi. Cái gì mà giết người rồi ở tù nữa. Trời ơi, tim con đập tình thịch luôn nè. Không được, không được. Phải uống miếng nước lấy tinh thần mới được. Quá, gì vậy? Đừng uống nước. Có thể trong tất cả các ly nước ở đây và trong tất cả các đồ ăn ở đây, cô ấy đã bỏ thuốc độc rồi. Hả? Ừ, nói thì ghê vậy Thảo. Trời ơi, thấy ghê vậy. Thấy ghê vậy. Ba biểu con im đi. Xin lỗi cô Ngân nha, cô bỏ qua cho nó. Con à, trước khi trả lời câu hỏi của con, cô hỏi con nè, ai là người kể cho nghe chuyện này? Dạ. Cô nhắc lại, ai là người kể cho con nghe chuyện này? À, ai vậy Thảo? Thư. Dạ. Có phải mẹ con kể đúng không? Dạ. Tuyệt đối không được nói với ai là tôi đã kể chuyện này. Dạ. Dĩ nhiên là không phải rồi. Dạ đúng rồi đó. Chứ làm sao mà mẹ con biết mấy cái chuyện này mà mẹ con nói được. Đúng rồi. Quay. Gì vậy? Từ từ con. Hả? Mẹ của chị Thư tới. Hả? Hả? Mẹ tôi tới à? Thank you.
Chào chị Xui. Chào anh Xui. Xin lỗi mọi người vì tôi đến chơi hơi muộn. Chẳng hay có việc gì mà chị Xui tới giấc này. Tôi đi siêu thị, tôi thấy bánh ngon quá à. Bánh này con Thư nó thích đó, cho nên luôn tiện tôi mua, tôi đem qua cho con Thư. Mẹ. Con. Con nè mẹ. Đem bánh cất đi con. Bánh macaron đó, ngon lắm, mẹ mua cho con đó. Dạ, con cảm ơn mẹ nha. Nhưng mà sao mẹ không gọi điện cho con để con đi ra ngoài con lấy được rồi? Có chứ, mẹ gọi điện mà con không chịu bắt máy. Dạ, sẵn tiện mời chị Xui vô dùng cơm với gia đình. Dạ, cảm ơn anh Xui. Thôi cả nhà dùng cơm đi, tôi có việc gấp tôi phải đi. Cảm ơn Xui nhiều nha. Có gì mà gấp dữ vậy? Chào. Cô rảnh không? Mình uống ly trà với nhau được không? Mẹ con nhìn cái tình hình căng thẳng quá. Đúng rồi đó mẹ, con nổi da gà luôn á. Ủa, bộ chị Ngân quen với chị Xui hả? Tôi có một người quen, nhìn cũng giống lắm. Nhưng mà không biết là tôi có nhìn lầm không ha. Tôi cũng không biết nữa. Hình như là mình chưa từng gặp nhau phải không? Chắc là cô không nhận ra tôi đó. Bây giờ cũng trễ rồi. Thôi thì mọi người ăn cơm tiếp đi ha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người đang ăn cơm. Tôi về nha. Mẹ gì về nha mẹ. Tại sao thằng chồng con kia biết con có bầu nó quan mà? Ủa sao quan má? Nó từ hồi đẻ bé hoài là nó đi thắt ống dẫn tinh rồi, làm sao có bầu được. Ủa mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà thắt ống dẫn tinh? Ai? Ai thắt ống dẫn tinh? Thằng lỡ với ai? Bởi vậy nè, nghe mẹ hỏi nè. Nếu mà lỡ dại dột với ai thì nói cho mẹ biết đi. Cô đã giết người đó. Cô cố tình tông xe vô con của người ta kìa. Cô không có tông. Cô chỉ chạy lướt qua thôi. Rồi giờ sao ta? Hay là tôi cũng buộc miệng nói ra quá khứ của bà cho tất cả mọi người nghe. Có qua có lại mà. Nhưng mà bây giờ tôi đang suy nghĩ là tôi không biết nên nói cho ai nghe trước. Chồng bà hay là con bà? Chồng bà đi nghe. Tất cả là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả, bố